Chào mừng em trở lại với cái kênh mình nha. Hôm nay thì mình sẽ vào đây chơi một game đổi thưởng theo định mục eWin. eWin rất nhiều anh em quan tâm hiện nay. Thì khá nhiều anh đặt câu hỏi rằng đó là game eWin nó có bịp không? Đấy, nó còn uy tín được không? Thì game gì như vậy thôi anh em ạ. Game gì chả bịp. Mục đích nó tạo làm gì, lợi nhuận nó không? Lợi nhuận này chắc chắn nó có soi chứ, nó có bịp chứ anh em. Nó có thể tạo người máy hay là nhân viên nó vào chơi chứ anh em, đúng không? Nhưng mà chơi thì em phải hiểu rằng nếu em ăn non ấy thì em có thể ăn nó. Đánh từ từ dần dần mỗi ngày thì em có thể ăn nó. Mỗi ngày em cứ đánh là ăn non mỗi ngày thôi thì khả năng cao các bạn có thể thắng nó. Và mẹo chơi luôn thắng là các bạn nhớ là những cái cầu hay về này. Nếu đánh tài xỉu nha, những cầu 1-1 này, 2-2 này, cầu 2-1 này, cầu 3-3, cầu chuỗi. 5 cái cầu này nó hay về, có thể nó về 1 lần, 2 lần, 3 lần đến 4 5 lần nó bình thường nha. 1-1-2 này có thể ngược lại là 2-1-2-1 rồi nha. Nha mà 2-1-2-1 này có thể ngược lại 1-2-1-2 rồi nha. Cho nên là các bạn những cái cầu đó các bạn nên lưu ý. Và đương nhiên đó là cái kỷ luật đánh nữa, và cái giữ bình tĩnh mỗi lần chơi nữa. Và cách đọc cầu thì khi nào cầu đẹp các bạn chơi, cầu xấu các bạn tốt nhất đừng có chơi. Nếu cầu xấu thì các bạn có thể tham khảo sang là cầu xí ngầu nữa. Xí ngầu thì các bạn cộng cái này, nếu là ra chặn các bạn tài lẽ các bạn sẽ đặt xíu, đúng không? Đây ví dụ các bạn là cái này là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, đúng không? Thì cái này đó là 2 đúng không? 2 cộng 8 là 10, 10 đúng không? 10 thì ván này mình sẽ chặn đúng không? Mình sẽ đặt tài. Ví dụ ván này mình đặt mình sẽ đặt tài đấy. Đó nếu đặt thôi. Chứ ván này mình không biết về cái gì mà, đúng không? Không biết ván này về cái gì đấy. Xíu anh em ạ. Ván này cộng 33, 13, 13 đó. Không mê ván này. Ván này bị trả về rồi. Đó mình... Trời ơi, nổ cái hụ luôn kìa, sao vào đó mình không đặt sớm vậy ta? Nổ 35 triệu một mẹ. Trời ơi, cái thằng kia nổ ngon nhỉ, mình vào nó đặt một mê nó nổ không biết bao nhiêu kìa. Trời ơi, tiếc vậy ta. Trời ơi, trời cái gì vậy? Sao vào nó không cho mình đặt đi? Ôi trời ơi, đen thế là gọi là đen đấy anh em. Thế là gọi là đen chứ không phải hên gì đâu anh em ơi. Quá đen luôn đấy. Bây giờ thắng 500, trời ơi, vào đó mà thắng mà cả nó nghĩ luôn đấy. Không cần đánh nữa luôn đấy anh em. Đây nha. Cứ bình tĩnh thôi. Đây này, trúng tiếp này ngon. Thế thôi cũng được. Đây nha. Từ từ mà lên thôi. Không có việc gì mà phải vội đâu. Đây nè, mình trúng túng nữa anh em mày, ngon thế. Nó bù lại, lúc này nó không cho mình túng vậy thì phải anh em ạ. Chuyện xỉu ở đây. Chuyện cái này chuyện xỉu, thằng khi nào nó bẻ mình tính sau. Phải này nó bẻ luôn anh ạ. Chán thế. Phá này nó bẻ linh tinh như thế này thì mình đéo biết đặt như nào đâu. Mình xem cầu xí ngầu đi. 6 6 với 16 là 22. Mà ván này bẻ tài đấy. Nếu nó đặt mình bẻ tài đi. Không mình có trúng không đây ta. Ôi già, tính ra mình cũng nhớ nhầm không ta. Đọc cầu xí ngầu. Thôi xỉu đi. Một mê luôn đi. Đừng nói thua tiếp nha. Đây này, đúng rồi anh em ơi. Đúng rồi, trúng là ngon rồi anh em ạ, trúng là ngon rồi. Trúng là ngon rồi.
cứ bình tĩnh mà lên thôi. Đây này, trúng lần nữa anh em ơi, ván này mà liều đặt một mê là có phải ngon này không em? Đúng không? Đúng anh em. Cứ bình tĩnh mà ăn thôi. Không vội được đâu. Vội là chó toang thôi anh em ạ. Vội chỉ có toang thôi nha. Đừng có vội. Vội có ra đảo thôi. Cứ bình tĩnh mà lên thôi. Mục tiêu hôm nay là mình là lên 10 mê là nghĩ. Nhưng mà lên được hay không thì mình không thể biết được. Có thể tí là mình thua lại đều rất bình thường nha. Nó bây giờ đang hên anh em. Đang hên đấy. 88 này anh em. 88 này đấy. Nó đang theo chiều hướng thuận lợi đấy anh em. Thuận lợi sao, thuận lợi tí là thua lại mới cay anh em ạ. Thua mới cay đấy. Đúng không? Mà thua chịu thôi, cay gì. Chơi có thắng có thua chứ anh em. Làm sao mà thắng mãi được. Đây này, 93 này anh em này. 93 đấy là gần gần làm được rồi đấy anh em. Gần đúng cái mục tiêu ban đầu của mình rồi đấy. Gần đúng được rồi đấy anh em. Không biết nó có lên nỗi không đấy mới nói chứ. Sợ là ván này nó thua cái máy cay này. Cũng cay thật đấy anh em. Gần kiểu là gần lên đấy nhưng mà nó cho xuống lại ấy. Kiểu như vậy nó cay chứ anh em, đúng không? Trời đó, mình nghĩ ngay là nó thua mà. Đoán thế rồi. Bởi khi lên một cái gì tròn là nó vẫn dễ thua đấy anh em. Cứ bình tĩnh thôi. Ván này không đặt đâu. Phải đặt đi. Mê luôn đi. Đặt tài luôn đi anh em. Trời ơi, đặt cố làm gì trời. Thôi đánh ván chích bù đi. Chứ nhìn nhìn con kia là mình cay lắm đấy anh em. Trời ơi, thua một chuỗi luôn lên nhé. Xua lại luôn anh em, hòa vốn luôn này kìa. Đúng thật là nhanh lên nhanh xuống thật anh em ạ. Mất bình tĩnh cái là mình xuống ngay ấy. Công nhận là đánh cái này phải giữ bình tĩnh anh em ạ. Không giữ bình tĩnh là toang ngay ấy. Vãi đạn kìa, 30 năm nữa luôn anh em ạ. Chịu luôn đấy. Ôi rồi ôi, 20 năm nữa luôn anh em ơi. Cái gì về ta thua chuỗi luôn anh em ạ. Vĩnh chịu luôn đấy. Ôi một mê luôn. À luôn anh em ạ. Thế thì ai dám chơi nữa. Bố cái bọn này chứ. Trời ơi cái gì vậy trời. Ván này thua coi như là vứt luôn đấy anh em ơi. Thua thật anh em ơi, đỡ mờ tụi này chứ, cay thế. Thua 6 mê luôn kìa. Gần lên 93, lúc này mình nghĩ là ngon rồi nhỉ. 93 thằng thắng được 3 mê mà sao mình tham vậy nhỉ. Thôi bây giờ mình sẽ bơm mà 41 là mình thua 10 mê 2 là mình gỡ vốn này. Bây giờ chuyện gỡ vốn thắng vài trăm là mừng rồi anh em nha. Lúc thua mình phải chấp nhận kiểu đó thôi anh em nha. Không này bỏ qua anh em ơi nha. Ok anh em. Thua rồi, bây giờ mình đã thua rồi, mình đéo đánh tí xíu luôn đâu. Sợ lắm rồi. Sợ lắm rồi anh em ơi. À, nó kể lại thua nữa ta. Nó bắt đầu nó cho thua lại, biết ngay mà. Nó có cho thắng vài ván, nó sau đó nó cho thua lại anh em ạ. Kiểu nó giống như cho mình muốn cay, mình cay cú ấy để mình nạp vào nữa anh em. Đó 3 ra 2 thì chịu rồi. Nên 10 mê bây giờ sợ đéo lên nổi. Khó quá chứ. Mà 9 mê chưa lên được nữa mà bây giờ có đòi 4 mê mà lên được thì quá là tuyệt vời rồi anh em ạ. Nếu mà 4 mê mà lên được thì quá là tuyệt vời rồi. Đây rồi này. Còn xíu là lên được này. Đây này. Hòa vốn nào. Đây rồi, hòa vốn thắng một mê. Nghĩ. Thôi nghĩ anh em ạ. Hôm nay như vậy là mình nghĩ là được rồi. Chứ lỡ mai mình tham đánh nữa, lỡ mai tí là thua lại sao. Cuộc chơi nó thua lại đều rất bình thường anh em ơi. Không có gì mà khó hiểu đâu. Tốt nhất là bây giờ mình ấy là thắng được rồi. Nên nghĩ thôi anh em ạ, nghĩ thôi. Chứ không nên tham nữa. Tham mình sợ tí nó còn một cái nịt nó có thật đấy anh em ạ. Thôi nghĩ. Thôi. Vì em túc nha. Bye bye anh em.